À rồi, trước mặt tất cả các bác đây chính là cái chọn bộ combo dây tín hiệu và dây loa Acoustic ạ. Thì cái dòng dây loa và dòng dây tín hiệu này nó là những cái dòng rất là bình dân thôi, để cho tất cả các bác cùng tham khảo và biết thêm chi tiết về sản phẩm này thì các bác cùng em đi vào chi tiết sản phẩm. Rồi thì mọi chi tiết liên hệ mua hàng đấy, các bác có thể liên hệ trực tiếp cho em qua hai số điện thoại trên màn hình kia, thì bên em sẽ ship hàng toàn quốc cho tất cả các bác. Các bác cứ nhận hàng này, kiểm tra rồi thanh toán tiền cho nhân viên giúp em nha. Rồi thì trước tiên em sẽ đi cho tất cả các bác đi cái dòng dây tín hiệu Acoustic này trước nha. Đây thì cái này nó là cái bọc bên ngoài của nó để nó không có bám bụi bẩn và những cái đầu rắc này để nó bị oxy hóa đi nha các bác. Đấy. Rồi thì trước mặt các bác đây, trên tay em đang cầm đây chính là một cái cặp dây tín hiệu Acoustic. Đó, các bác có thể thấy được. Riêng dòng này thì em rất là thích ở cái đầu rắc của nó nha. Đấy, riêng dây tín hiệu này thì đầu rắc cực kỳ là đẹp. Đấy, này em quay cho anh em xem. Đó. Đó, Acoustic này. Các bác nhìn chưa? Đầu rắc của nó thì đều được mạ vàng công nghiệp, rất là đẹp, rất là bóng. Đấy, các bác có thể thấy được. Dây của nó đây. Đó. Dây tín hiệu này thì bên em chỉ có 1 mét nha, và nó cũng sẽ đi theo điều hướng mũi tên như thế này này. Đấy. Các bác lưu ý giúp em khi các bác về nhà các bác cắm nha. Đấy, làm sao nó đúng cái điều hướng mũi tên để các bác cắm. Để là phát huy tốt nhất tất cả cái chất âm mà nó mang lại cho tất cả các bác. Đó. Rồi. Thì, thân dây của nó đây. Đấy, thân dây vì dòng này thì bên ngoài nó đây, nó đều được bọc một lớp này, các bác nhìn. Cái này nó bọc một lớp vải bên ngoài nha, rất là đẹp. Thể thấy được một cặp dây tín hiệu Acoustic. Đó, dòng này nó là dòng 40TH, bản kỷ niệm 40 năm thành lập hãng nha các bác. Đấy. Thì cái dây này thì nó thuộc dạng giá bình dân thôi. Đấy, một cặp dây tín hiệu như thế này nha, một cặp dây tín hiệu Acoustic như thế này, giá bên em thì vẫn đang bán các bác mức giá là 800.000 một cặp. Đấy, là bên em đã bao ship cho tất cả các bác rồi. Đấy, mức giá rất là tốt, chỉ có 800.000 một cặp thôi. Đấy, dây tín hiệu Acoustic. Dòng này thì chỉ có dài 1 mét nha các bác, đừng có lưu ý giúp em. Em vừa quay chi tiết cái đầu rắc cho anh em xem. À, các bác nhìn thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đó, đầu rắc này. Đấy. 800.000 một cặp dây tín hiệu, em bao ship cho tất cả các bác. Rồi, thì tiếp đến nó là thằng dây loa. Đấy. Đấy, nó cầm một vế em quay cho các bác mà tham khảo nha. Riêng cái dòng dây loa và dòng dây tín hiệu Acoustic này thì thực ra thì các bác chơi lâu năm các bác đều biết rồi. Đấy, nó cũng chỉ dòng này thì nó cải thiện khá là tốt ở ba giải cho tất cả các bác nha. Cải thiện cực kỳ là tốt ba giải. Đấy, dòng dây loa thì nó là hàng cũng thuộc dạng là hàng trưng bày. Đấy, bên nó thì người ta cũng cắm rút rồi nha, chứ không phải hàng mới 100%. Các bác có thể thấy là cái đầu róc bắp chuối của nó đây, cực kỳ là đẹp luôn. Acoustic. Đấy, các bác nhìn thấy chưa? Đầu róc bắp chuối này. Đấy, đây, Acoustic. Acoustic. Dây nó cũng sẽ đi theo điều hướng mũi tên như thế này. Đó, các bác lấy và các bác lưu ý giúp em nhé. Đấy, dòng này thì lõi dây của nó chỉ là lõi 2.5 ly thôi, lõi đồng nguyên chất 100% nha. Đấy, lõi đồng nguyên chất 100%. Đấy, một cặp dây loa này, các bác nhìn này, một cặp dây loa Acoustic. Đấy, 40TH như thế này thì giá bên em cũng đang bán các bác mức giá thì 1.850.000. Đấy, là bên em sẽ bao ship cho tất cả các bác nha, 1.850.000. Đấy, dây của nó đấy rất là đẹp, mỗi vế là 2.5 mét dây loa. Đấy, chỉ có dây loa thì nó còn cái túi nhung như này nha, còn cái dây tín hiệu thì nó không có túi, nên các bác lưu ý giúp em nha, chỉ có dây loa thì nó mới có túi nhung như này thôi. Dây thì cũng rất là đẹp. Đấy, giá thì em báo các bác rồi, 1.850.000. Đấy, nhưng bác làm lấy trọn bộ thì em bớt 100.000. Đấy, cả dây loa và dây AV thì em sẽ bớt 100.000. Đấy, dòng này thì tiếng nó rất là hay. Đấy, nó hay là hay ở trong cái tầm giá nha các bác, chứ nó không có phải hay hơn hay là nó hay quá thì thực ra mình không có thể nói được. Đấy, còn những cái dòng dây Acoustic như thế này thì theo như bản thân em đánh giá nha. Đấy, theo bản thân em đánh giá và em đã nghe cái dòng này thì em nghe rất là nhiều rồi. Đấy. Đấy, thì tiếng của nó thì dòng này thì rất là đều ba giải cho tất cả các bác. Đấy, tiếng bass rất là gọn gàng. Đấy. Đấy, tiếng chủ yếu nó thiên về giải trung và trầm rất là nhiều cho tất cả các bác nha. Những bác nào mà đang thích nghe nhạc vàng hay bolero thì có thể nghe những dòng dây loa như thế này. Đấy, tiếng rất là hay. Mỗi vế là 2.5 mét nha các bác. Đấy,
cả dây loa và dây AV, còn là lấy trọn bộ thì cứ báo em nha. Đấy. Đấy thì các mọi chi tiết liên hệ mua hàng thì các bác cứ alo trực tiếp xem qua hai số này thì bên em sẽ gửi hàng cho tất cả các bác. Đấy, các bác cứ nhận hàng này, kiểm tra rồi các bác thanh toán tiền cho nhân viên thôi. Đấy. Rồi thì Huy Cường Audio cũng xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video kế tiếp. Thì các bác nhớ đăng ký kênh để được theo dõi những clip thường xuyên hơn. Đó, thì hẹn tất cả các bác ở những video kế tiếp ạ.